tỷ lệ nạo phá thai ở Việt Nam có phải do chế độ? Bài này chắc đăng để đủ KPI, chứ mình không nghĩ Việt Tân đăng thông tin này rồi đổ là do chế độ hiện tại của Việt Nam đâu. Đó là một bình luận hài hước mà dân mạng để lại bên dưới một bài viết trên fanpage của băng đảng Việt Tân. Theo đó, tác giả bài viết này gọi Việt Nam là một cường quốc về phá thai trên thế giới. Cụ thể, Việt Tân đã trích lại một bài báo trên trang điện tử Dân Trí, được đăng ngày 21 tháng 8 năm 2022. Mỗi năm ở Việt Nam có 300.000 ca phá thai, chủ yếu ở độ tuổi 15 đến 19. Dẫn lại lời bác sĩ Phan Chí Thành, Tránh Văn phòng Trung tâm Đào tạo, Chỉ đạo tuyến Bệnh viện Phụ sản Trung ương chia sẻ với báo Dân Trí. Thủ phạm thực sự gây ra tình trạng phá thai chính là việc chúng ta không quan tâm đúng mực đến việc giáo dục giới tính cho trẻ em từ sớm. Điều này khiến các con bước vào tình dục với một lỗ hổng kiến thức rất lớn, dẫn đến các hành vi quan hệ tình dục không an toàn. Thông tin mà bài viết trên fanpage Việt Tân chỉ có vậy. Nó chẳng khác gì một bản copy cẩu thả những gì được đăng trên các trang lá cải. Bằng cách đưa thông tin không đầy đủ, thiếu trách nhiệm, chúng dẫn dắt người đọc đến những nhận định một chiều, suy diễn kiểu tình trạng này là kết quả của nền giáo dục Việt Nam, của chủ nghĩa vô thần, của bản chất chế độ. Để đánh giá sức nặng của những lời phê phán này, ta hãy thử nhìn sang nước Mỹ, nơi đặt đại bản doanh của Việt Tân, cũng là đất nước được Việt Tân xem là anh cả của khối tự do. Và Mỹ có hơn 930.000 ca nạo phá thai mỗi năm, tức cũng gấp 3 lần Việt Nam. Nói cách khác, tỷ lệ nạo phá thai trên tổng dân số của Việt Nam cũng chỉ ngang ngửa nước Mỹ. Thậm chí, theo báo cáo của Viện Nghiên cứu Guttmacher có trụ sở tại Mỹ, tỷ lệ nạo phá thai của Mỹ những năm gần đây đang có xu hướng tăng lên đáng kể. Cần nhớ rằng, tôn giáo phổ biến nhất ở Mỹ là Kitô giáo, và tôn giáo này có thái độ khắt khe đối với vấn đề nạo phá thai. Phải chăng dân Mỹ phá thai nhiều cũng là do nền giáo dục hay do bản chất của chế độ? Thực tế, giáo dục giới tính cho học sinh là công việc cần có sự tham gia đồng bộ của gia đình, nhà trường và toàn xã hội. Trong đó, nhà trường là nơi cấp kiến thức cơ bản về giới, các kỹ năng sống cần thiết cho học sinh. Gia đình là nơi chia sẻ, hướng dẫn, giáo dục con em để có kiến thức và thái độ đúng về giới tính, sức khỏe, sinh sản. Xã hội cần tạo môi trường an toàn và lành mạnh để các em phát triển. Thời gian qua, ở Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục nâng cao hiệu quả phối hợp giữa nhà trường, gia đình và địa phương trong việc giáo dục giới tính và phòng chống bạo lực học đường trên cơ sở giới cho học sinh. Bộ cũng đã chú trọng các giải pháp như tăng cường dạy lồng ghép giáo dục giới tính, sức khỏe, sinh sản trong chương trình giáo dục phổ thông, nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống để học sinh có kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ. Việc tổ chức các hoạt động ngoại khóa về giáo dục giới tính, sức khỏe, sinh sản, kỹ năng sống cho học sinh cũng được gia tăng. Như vậy, khác với những gì các fans của Việt Tân tưởng tượng qua nội dung bài báo, không phải phần giáo dục giới tính không xuất hiện trong chương trình học ở Việt Nam. Phần này đã được đưa vào sách giáo khoa môn sinh học từ lớp 8 hàng chục năm trước với những kiểu bài viết thiên lệch, cẩu thả, cố tình mang lại thông tin sai lệch cho người đọc như thế này. Việt Tân không chỉ thể hiện vốn hiểu biết ít ỏi về tình hình Việt Nam hiện nay, mà còn thể hiện âm mưu bôi nhọ chế độ và hình ảnh đất nước.